ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ủa, anh Tùng, đâu vậy? Ngày nào giờ này anh mà em đi tập thể dục à. Em đi đâu hả? Em cứ đi tập thể dục. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, chắc hôm nay trời có bão quá à. Vậy vô duyên. Bình thường em 11, 12 giờ trưa mới dậy, hôm nay trời ơi 6 tháng dậy tập thể dục rồi. Trời em. Tập với ai? Với bạn. Bạn nào? Bạn trai hay bạn gái? Trai và gái. Lạ giữa hả? Vô duyên nha. Con trai và con gái. Ừ. Điện thoại em kìa. Ừ. Xài tiếng chuông của bà đặt bắt chước tiếng chuông của tôi nữa. Vô duyên. Dạ, em nghe nè Quỳnh. Ủa vậy hả? Ok ok, ra liền. Em đi nha. Đâu ạ? À? Em đi tập thể dục. Kim Anh, tập thể dục. Để coi dậy sớm được mấy ngày. Hello ơi. Quỳnh, chạy xe vô nhà đi. Ờ. Đi. Ủa ê ê, không đóng cửa hả? Thôi khỏi đi, anh Tùng ra giờ á. Đợi xíu, Quỳnh chào họ anh Tùng cái gì đi. Trời ơi khỏi đi, không cần thiết đâu, bữa khác sao. Chào. Ê Tân. Hello. Tới lâu chưa? Đâu có lâu gì đâu, khoảng mười mấy hai ba tiếng à. Trời đất ơi, cái này là anh tới sớm ở nha, chứ không phải tụi em tới trễ đâu đó. Thì biết rồi, anh có nói gì đâu. À rồi. Nôn quá chị. Giờ đánh cầu lông hay là đấu khẩu đây? Đánh thì đánh. Rồi bây giờ sao? Một mình anh chấp hai người hả? Trời ơi chấp cái gì. Giờ cứ đánh tay đôi đi, ai thua ra. Ờ. Ok, okay. Dạ đánh trước. Em có muốn đánh trước với anh không? Đánh đánh, sợ gì? Vô. Ok. Hai. Vô. Không có nhường nha. Chắc rồi. Ôi trời ơi. 1-0. Rồi vô. Ông chết với tôi rồi Tân. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, sao để nó giết mình vậy? Đây tới tôi. Dạ. Tân hả Tân? Bỏ lên Kim Anh ơi. Tân hả Tân? Ok. Rồi, lấy xe đi. Ừ. Sao hôm nay như hai mình sao, đánh thua ông Tân hoài ha. Ờ, chán ghê á. Một mình. Nói nghe nè, mốt rủ ông chơi trò khác đi. Trò gì? Chơi cầu lông mình thua rồi đúng không? Ờ. Mốt chơi rủ ông chơi banh đũa đi, không chừng mình thắng á. Trời đất ơi. Cái trò đó chỉ có bà chơi thôi Kim Anh ơi. Quỳnh về cẩn thận nha. Rồi. Bye Quỳnh. Về nha, bye muội. Bây giờ tôi nói cô nghe nè,
cô có nhìn từ đây đến sáng mai thì nó cũng y vậy thôi. Cô không có tìm hiểu, tìm kiếm hay khám phá thêm được cái điều gì hết trơn trời. Bà chủ, nhưng mà tôi thấy nha, cái cậu này, cái cô này là cái người mà cậu Tùng thấy đó. Tôi cũng đã từng thấy rồi nè. Thiệt, tôi nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, tôi nhìn tứ bề rồi. Mà tôi không thể nào tôi nghĩ đó là một người con gái được. Cỡ nào tôi cũng thấy nó là một thằng đàn ông nguyên si thùng á. Là tại vì chị chưa nhìn cái bên trong, chị hiểu không? Chị nhìn trên, nhìn dưới, nhìn tứ bề mà nhìn ngoài nhìn, nhưng mà chưa nhìn bên trong. Cái bên ngoài nó đâu có nói lên được cái gì. Trời, bà chủ nói sao chứ, bên ngoài nó nói lên nhiều điều lắm mà. Cái này là nói toàn tập luôn, không nói không hết đâu bà chủ. Tôi đang buồn lắm nha, đầu óc tôi rất là hoang mang và rối rắm. Bây giờ nè, chị muốn nghĩ sao chị nghĩ, vấn đề chị mở cửa cho tôi đi vô. Trời, chút xíu quên, thôi xin lỗi nha bà chủ. Từ mỗi lần mà thấy cái cậu ý quên cái cô đó một cái là thôi tâm hồn tôi bấn loạn, tôi không biết tôi nói cái gì nữa bà chủ. Thôi bà chịu vô ha. Trời ơi, dạ con mời mẹ. Mẹ cảm ơn con. Trời ơi, con trang trí đó hả? Dạ. Mẹ rất vui mà mẹ cũng rất lo đó, vì con trang trí đẹp quá. Mẹ ơi mẹ, mà hôm nay mẹ kêu con ra đây có chuyện gì không mẹ? Mẹ có một chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy mẹ? Đừng làm con sợ nha mẹ. Thấy ghê quá à. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, con làm ơn làm phước, đừng bao giờ mà con hết hồn cái kiểu này giùm mẹ. Ủa con bụm gì ở đây vậy hả? Con có cái gì đâu mà con phải che giấu, đúng không? Phụ nữ người ta người ta bảo vệ bà mẹ và trẻ em, ta có cái ta bảo vệ. Con có cái gì mà con phải bảo vệ, con cái gì là sao? Thằng Hưng cũng vậy, cái gì ra người ta hiểu lầm chứ không có gì trơn trời á. Tại con đàn ông con phải mạnh mẽ lên. Cái gì vậy mẹ? Con hỏi lại coi. Gì vậy mẹ? Ừ, đó, đơn giản vậy thôi. Mày xin lỗi con, mày đang rối. Mà có chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay mẹ muốn chính thức nói với con là mẹ đề nghị con phải quan tâm, chăm sóc và để ý đến em gái của con nhiều hơn nữa. Ý mẹ sao con không hiểu cho lắm? Trời đất ơi, mẹ đang nói tiếng Việt mà. Dạ. Mẹ nói tiếng Việt bình thường chứ không phải là tiếng Việt cải cách, đúng không? Dạ. Có gì đâu con không hiểu, hay là con cố tình con không muốn hiểu? Không phải, ý của con là sao tự nhiên hôm nay lại mẹ lại nói con quan tâm em á? Mẹ nói điều này rất là nhiều lần rồi, từ lúc mà tụi con còn nhỏ cho tới bây giờ. Nhưng ngày hôm nay là cái ngày mà mẹ chính thức, gần như là một cái gọi là một cái thỏa thuận, là con phải có trách nhiệm với em của con. Con biết rồi đó, em con nó là con gái, mà nó là út ở nhà nữa, mà nó lại là đúng ở cái tuổi mà đang dậy thì, con hiểu chưa? Cho nên là con phải chịu khó, con quan tâm. Bây giờ nhà chỉ còn em với con thôi, còn bây giờ hai anh của con chúng lấy vợ hết rồi, bây giờ con phải lo cho em chứ, đúng không? Thì con biết rồi, nhưng mà con nói nó có nghe con đâu. Mẹ thấy cái vụ mà bạn sư huynh của nó đó. Cái gì vậy con? Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành.